ngờ cay thì chắc chắn là mới là ca mui được, bởi vì ca mui cũng bất ngờ và cay mới ở chung với em thì chỉ có một người giúp là Sam thôi, thì Sam diễn trước xong mới tới Sim. Nhưng mà Sim, cái lúc mà Sam đi xuống Sam có thấy ca mui không? Em đoàn em và chạy xuống em cứ làm em không em chưa thấy thực sự là chưa thấy. Chúc là tôi bình tĩnh mà người đừng phớt, tôi bao tôi nghĩ là và cay hay là con tôi cũng hay là cay ông ta không phải cay không phải cay không phải cay không phải cay không phải nói chung là tại vì cay á, bởi vì hồi nãy á bởi vì hồi nãy là cay quá cay nè quá cay 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 luôn cay luôn cay luôn cay luôn rồi với tên em cay luôn cay luôn. Một người rất là bờ rờ trong game Amonu. Xin chào các bạn, mình là Phong Cận TV, đẹp trai như hành tinh vũ trụ tới Hello, xin chào các bạn, mình là Siro, lương thiện nhất Amonu. Xin chào các bạn, mình là mèo Simi, mình là người chết đầu tiên trong Amonu. Xin chào các bạn, mình là Kaylon Ấn Độ và giờ sẽ vào lép rồi, yeah. Bắt vào, tắt mắt ra. Oh my god. Tắt mắt thôi. Ê chết rồi, lâu quá, không có chơi, giờ chơi làm sao vậy? Ai sẽ ai sẽ inbooter đây. Nói chung là trong này sẽ có một người duy nhất inbooter để cực kỳ bỏ đồ nha. Oh no. Oh see. Ok ok. Guys tôi nghi Phong nha. Nữa ai lại hello đúng là tao sẽ biết thằng con gái chết đầu tiên. Nãy tôi thấy gọi là Phong cần không sửa máy vậy thôi, chỉ là đi qua cái em đó thôi. Thấy Phong tận á hả? Đúng rồi, em thấy là chị là đi cùng với Caron ở phía đằng trên ngay từ đầu này, lên là chắc chắn không thể nào. Nói chung là ai tạo Simi chết ở góc đằng dưới là thứ nhất. Đi ra phía bên phải nhá, xong rồi xuống dưới một xíu, đi bộ xuống dưới á, là Simi ở góc đấy là thứ nhất. Thứ hai là đây nó ở ngay trên phòng communication đó. Đây thì là Kairon lúc đấy đang đứng ở cái phòng weapon, Phong cận thì đang đứng ở phòng O2, còn chị đi xuống để sửa cái máy đang hỏng, nên là bây giờ chị trừ hai phương ở đấy, chỉ còn có gì mà Sami và hả em từ em có thêm cái này nè. Simi chết ở communication đúng không? Đúng rồi. Lúc đó là em đã xuống phòng admin để em sửa rồi, và em thấy là Grow vừa mới từ Stone Gate chạy lên. Ê bạn ơi bạn, mình đang ở cafeteria, mình chạy vào phòng weapon mà. Cafeteria ở đâu vậy? Cái phòng giữa, tại hồi nãy là em đi qua security, em định quan sát camera nhưng mà em không thấy người. Nói chung là em thấy đó rồi, đúng rồi, người ta thấy thế thôi. Tôi là skip bot, tôi không biết, những tôi chỉ thấy được Phong cần thôi đó. Cái task của mình bây giờ là download data là dưới đây đúng không? Tôi nghĩ tôi check cam cả mùi cái đòn à hả. Tôi nhớ anh em mà hình như imposter không làm được cái nhiệm vụ thì phải á. Ô mất điện cay. Ủa cay, ủa sao mất điện cay lại đi lên? Không cay đòn là người đúng mà ta. Phải làm gì không? Đằng nào mình cũng phải sửa điện đây. Này. Bây giờ mà có ai mà đi lên từ cống ha. À ha. Tôi biết mà, tôi biết là chỉ còn một trong hai người đấy thôi. Trời ơi. Làm ơn. Đừng ngay. No. Lập luận của em bên nào là đúng không bro? Vậy mà đúng là như vậy, mày thay đúng tâm lý quá. Tại sao anh lại giết em đầu tiên? Tại sao lại giết em đầu tiên? Là... bye bye mọi người. Bye. Oh my god, được có đúng một trận lập imposter rồi đây mà. Không tan được ra.
ơi, ba chị em mới cho đi chung nè anh em. Trời ơi, Sim ấy sao con mồi này ngon quá nhưng mà... Làm ơn đừng ai giết Sim được không? Tôi thấy... Bình tĩnh, tôi đang đi sửa điện và sau khi tôi xuống, tôi chạy tới, tôi thấy một người giết Simmy và cái người đó màu xanh, đó chính là cái mũi mọi người. Mọi người ơi, đừng cãi đó, mọi người đừng cãi đó. Mình nói mọi người nghe thế này nè, nếu như mà Simmy phát hiện đó là Camui rồi thì chắc chắn chỉ có thể là Camui, còn nếu như boss mà không phải Camui thì chỉ có thể là Simmy. Chúng ta có thử nói đi. Không nghe, không biết sao. Vừa kìa lúc mà Vui muốn nói gì không? Cái khoảnh khắc mà Camu có thể giết được Sim Sam trước. Nhưng mà lúc đấy không lộ, Camu sẽ nhảy cái đáng nghe theo kịch bản đúng không? Mình sẽ giết trước này, sau đó mình sẽ chui xuống cống này, xong rồi mình đi chỗ khác này. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ này mình bấm nhờ. Tôi không thể chấp nhận được là tôi lúc nào cũng là người giết đầu tiên đó mọi người. Ôi ôi ôi, làm sao đây mà được một trận imposter quá highlight là được rồi. Ok, bây giờ mình lại làm crew mát dân thường anh em à. Ôi gì vậy? Nữa hả? Nữa? Tôi không muốn làm Emperor, tôi chỉ là muốn làm một người công dân bình thường đúng không? Tôi chỉ muốn làm một người công dân bình thường đúng không anh ơi? Người đồng thế. Đồng quá. Không ai là sự thật hết. Tôi không tin mọi người. Tôi sẽ khảo sát. Phong la ở bên phòng. Biết sao không? Nãy tôi nãy là Phong vừa mới đi chung với tôi với lại với Kai mà. Nãy em đang đi làm nhiệm vụ và em bảo là ok em sẽ không tin ai hết và em sẽ đi tìm người và em đã vào cái phòng admin. Có ai gần phòng admin không? Phòng admin và Phong cần chết rồi đúng không? Hồi nãy có chị đúng ở đấy mà, nãy chị qua thẻ mà. Lúc mà Kai rời đi á là Kai vẫn thấy là Phong với Mui còn ở đó. Khoan mọi người, imposter này có cái giờ là tự giết xong rồi tự report lắm nha. Ê nè nha, không chơi. Không, trong khoảng khắc đó nhìn em rất giống là người giết đúng không? Nhưng mà lúc đó em vừa chạy tới, nó vừa chạy tới và thấy Phong ở đó luôn. Thôi thôi, là cái đó nó không phải là một cái chứng cứ đáng tin em ạ. Đó không phải là một cái chứng cứ đáng tin. Từ từ để hỏi Mui là Mui, cái lúc mà Mui làm xong ở phòng admin là Mui đi đâu vậy? Hả? Chị lên cà phê. Hả? Không, em nhớ một cái dự kiện như này, lúc mà em đang ở phòng admin quẹt thẻ á thì lúc đấy là em đang ở cùng Kai, Phong, Mui và lúc em vừa rời đi phòng quẹt thẻ thì em với Kai được rời đi hai hướng. Và Phong vẫn còn ở đấy, và Mui vẫn còn ở đấy. Cái van ở phòng admin nhảy qua đường cà phê với cả là phòng siêu á nha. Ai ok mọi người, tôi nghĩ là trận này cũng rất là dễ rồi. Nếu mà bây giờ không, bây giờ chúng ta hơi giết Mui trước đây. Mui chắc chắn là Sam. Từ từ bình tĩnh mọi người, đừng phốt. Từ từ tôi nghĩ là và Kai hay là coi cái phim Blood trước không? Hay là Kai ông ta? Không phải. Ok, Camui nha, tin nha. Sam diễn dở quá. Không! No, mọi người. Tôi cũng đang nghi Sam. Không! Sam! Sao chị vứt? Tôi đang nghi Sam, ok. Ôi ôi, tôi rất là nghi Sam anh em ạ. Tôi rất là nghi Sam luôn ấy. Cái bài của Sam là nó quen lắm anh em ơi. Mọi người ơi, tôi không biết làm. Tôi không biết làm mới đâu mọi người ơi. Chết rồi mọi người, mọi người không tin mình rồi, mọi người mình là imposter đó mới cay chứ nhờ. Thật ra là Camu nghĩ là Sam với Sim sẽ là hai người đi chung với nhau á. Mọi người hay chơi cái trò đấy á. Thank you.
Oh my god, xin lỗi. Ok. Quý gì á? Bình tĩnh mọi người. Này tôi đây, em này em chỉ đây thôi. Đây với cả rồi. Đây, phong trên mắt. Đây là một trò cười rất lớn. Ok, mọi người bước nghe story mình sẽ kể từ đầu. Okay. Đầu tiên, mình với Ro đã đi cùng nhau rất là nhiều lần. Và chị mình thấy, chắc chắn Ro không phải là imposter. Và lúc đấy em với Ro vừa vào phòng điện. Và lúc đấy Ro đi mất. Nhưng mà không, Ro không đi mất. Mà Ro đi xung quanh cái chỗ điện. Và em đang sửa điện. Thì lúc đấy là em, cái góc nhìn của em nó bị mất một nửa. Nhưng em thấy một bóng dáng màu xanh lá kêu Ro. Thấy chưa, mọi người thấy chưa, không phải tôi mà mọi người nghĩ sao vậy? Trời ơi. Thật ra mình không phải là mình định cãi, mà là mình định đang nói một điều là cái game này nó đảo lắm nha mọi người. Tôi thề là tôi đứng ở góc này tôi giết Ro, mà tại sao lúc mà tôi giết thì nó lại bị nhảy phía lên trên là sao? Tôi đang tính căn góc hiểu không? Căn góc để làm sao để mà sim không thấy tôi mà Zero lại bị bẻ đợ cái đầu. Tôi đã căn góc rồi nhưng mà tại sao nó lại đi lên đằng trên? Thì im đi diễn dở lắm chị à. Ôi không, tôi đi vào tôi thấy bà Camu và cái meme ở cái phòng sửa điện, mà cái phòng đó nó không có chức năng gì để sửa là tôi nghi rồi. Tôi sợ bà giết sim nó mới chạy lên chỗ sim. Đâu có phòng điện có sửa mà. Không, ngay cái chỗ đó nó chỉ có sửa đèn thôi chị, nó không có sửa task, có sửa đèn thôi. Ai làm grill mát rồi. Từ từ tôi nghe ca với Phong ra bên kia, tôi nghĩ là Phong là người anh em tôi xin đi với Phong. Tôi biết Phong là người. Không, tôi biết anh biết em là người. Đúng rồi. Im lặng. Im lặng. Tôi là imposter đó. Oh my god. Ui, áp lực quá các bạn ơi. Camui nghĩ là người nào mà đứng yên ngay từ ban đầu á thì người đấy sẽ có khả năng làm imposter. Nếu vậy Camui thấy Sam hoặc là Sim, một trong hai người có thể làm imposter. Ủa, imposter trận này bị sao á ta? Người này không xài chức năng à? Mình khá là bất ngờ khi mình vừa gặp Ro đúng mấy giây. Ro sống sao vì giết trước rồi thôi. Cái này thì do luật á. Trời, anh trai tôi đã gọi là bị nhiễm cái lời nguyền của tôi rồi. Tôi còn chưa tới đâu, thằng con tôi nó đứng kìa. Thằng con tôi nó đứng đó kìa. Thôi con tôi. No. Không, chị với Phong đứng cạnh nhau, ở cùng nhau, làm sao mà hai người kia mất luôn. Tôi đang coi kè mé ra. Đúng rồi đó cái. Ôi, thật ra là đó là Spider-Man đó. Không phải mình đâu. Không phải là mình đâu. Tụi mình quá hay. Trời ơi. Lại grill mate. Mời.
Go. Cái gì vậy rồi? Bởi vì em rồi. Đang làm gì buồn hả? What? À, buồn quá bắt chơi vui thôi, tiếp đi mọi người. Hai. Đi ra đi. Bắt tôi. Bắt ra ngoài đi. Chúng ta phải bót không cần ra ngoài. Bót rồi. Ê bót cho em bót đi mọi người. Ok ok. Mọi người, tôi nghĩ là chúng ta nên chào đúng một thành viên mọi người ạ. Hối hận. Cảm ơn mọi người nha. Chúng ta nên cho Imposter cơ hội để có thể giật công bạn đó. Oh my god, tắt đèn. Garon không phải. Kiểu gì cũng phải có xác ở đây. Oh my god. Em trai, em trai có muốn nói gì không em trai? Mọi người, mọi người, mọi người, mọi người, là mình vào phòng điện. Mình vào phòng điện xong rồi mình thấy có xác CP. Mình tính report. Thì Caron đi xuống và Caron nhanh tay report trước thôi. Bây giờ ai giờ mồi mồi từng người giải thích rồi. Caron giải thích trước sao? Cái giờ mới đi từ phòng admin định vô đó để sửa điện cho cái đèn nó sáng. Tự nhiên đi ngang qua mình thấy, ủa sao có xác sim đây ta? Mình cũng vừa thấy là có ca mui ngay đó luôn. Nên là chắc chắn ca mui sẽ đổ lỗi cho mình. Rồi ok, mình vừa đi đổ rác xong thì mình đi vào cái phòng điện, thì mình vừa vào phòng điện mình thấy xác của Sim và sau đó thì mình tính report thì mình thấy Kairon đi từ phía đằng trên đi xuống. Khoan. Camu trong phòng điện. Simi chết ở đâu? Ở dưới phòng điện hay trong phòng điện? Trong phòng điện. Trong phòng điện đúng không? Hồi nãy mình có gặp Kairon ở trên phòng admin rồi Kairon đi. Kairon không có giết mình, lúc đó bị tắt đèn rồi. À thế tức là vừa nhảy cống xuống hả? Trời ơi. Không, phòng admin không nhảy cống xuống được. Ủa? Dạ. Chị đang đọc mọi người đó. Thì đang định thao túng mà. Bây giờ... Ê, Ro, từ từ bình tĩnh, Ro em phải tính thời điểm nha. Em mới tính thời điểm, tại vì Kairo nó đứng ở trong phòng admin. Sau một khoảng thời gian dài, sau Kairo không giết em nha, một khoảng thời gian dài sau Simi mới bị report. Bây giờ sao? Tại vì á, nếu như mà bây giờ á, bây giờ nếu mà Simi chết ngoài đường á. Một hai người này thôi, bây giờ Ro, bây giờ tính vậy đi, một bot mùi, mùi không phải thì chắc là Kairo vậy thôi được không? Không, anh không em, không tính tâm lý được, anh đang nghi em cơ. Ủa, em không liên quan luôn anh, hả? Em đi dùng khác luôn á, một trong hai người thôi. Bởi vì hồi nãy á, bởi vì hồi nãy là bị tắt đèn. Bắt đèn. Bây giờ chắc chắn là Kairon sẽ đi theo Sam, sau đó thì Kairon sẽ quýnh Sam trước. Một kiểu có giết được Zero thôi mọi người ơi. Chỉ giết được Zero thôi là mình sẽ thắng. Giết được Zero mình sẽ thắng. Cố lên Sam ơi. Mình làm được. Bây giờ này em đi theo chị. Đấy, đúng. Đi lên đây. Chắc chắn với em là Sammy đã bị giết. Đâu rồi? Sam đâu rồi? Em chỉ cần kêu được anh là anh. Sáng tỏ. Ấy chưa, tôi đã bảo là sao mà không nghe. Đến sao này. Này ai bảo nghi tham nhở? Ủa là sao? Em đang sửa điện trên này, em đứng đó hồi chưa luôn á. Mình lên. Từ bình tĩnh. Kairon em check cam từ nãy đến giờ đúng không? Đúng rồi, chính xác. Chị thấy em đứng trong phòng cam nãy giờ đúng không? Và chị thấy em và Sam đi cùng với nhau ra phía đằng kia lên. Chị đang đi tìm xác em. Tại vì chị nghĩ là Kai sẽ giết Sam. Nhưng mà chị đang tìm xác Sam thì chị thấy Ro sau đó gì ta? Chị thấy Sam đi lên và cái xác của Ro ở đấy. Và trong khi chị thấy Kai đang check cam. Chúng là chỉ có một trong hai người thôi. Tôi không liên quan gì hết. Chung là nãy mình thấy mọi người đi. Bây giờ là lát trên này. Bây giờ chỉ cần là giết một người nữa là xong rồi. Bây giờ là sự lựa chọn cuối cùng bây rồi. Bây giờ Kai ai mới là người biết chuyện. Ok. Đấy, Sam có nói được gì nữa đâu rồi chả ok. Sam thử giải thích đi Sam. Chị đang sửa điện ở góc đó thôi. Mà chị thấy đây sửa điện đúng nào? Rồi nó là sửa điện ở góc Unper thôi và chị cũng thấy Kai đứng góc đó. Unper đó bên nào? Ở góc bên phải, ở góc bên trái. Là góc nào? Góc bên trái. Unper. Ở đây có điện hả? Có điện chị ơi.
chị cần gì nào ta? Chị cần gì không? Điện nào? Không, tại vì chị không biết được nãy giờ chưa thấy nhiệm vụ nào đấy hết. Ủa thật luôn hả? Chị cần bẻ gì không? Xin lỗi tất cả. Tôi sẽ bóp ra. Xin lỗi. Bây giờ mà là Kai là xong rồi. Anh em hãy tôi xin lòng đánh cho. Anh em hãy tôi xin lòng đánh cho. Ui sao Siro nghi san được vậy? Vậy bây giờ tại vì á, tại vì Kai ở trên phòng em, Kai đi xuống và Camui cũng nói một cái thằng gọi là nghi ngờ Kai. Thì chắc chắn là biết là Camui được, bởi vì Camui cũng bất ngờ và Kai mới ở chung với em thì chỉ có một người rất là xa mới bị xâm diễn. Trời ơi, đánh quá. Người nói sự thật, người nói sự thật đã bị chết trước mặt mà vẫn không còn nghi ngờ gì hả? Trời ơi, suy luận nữa. Đoán rồi chết một cái là biết là chị ta xăm rồi. Trời ơi mọi người. Oh my god. No. No, tại sao? Cảm ơn cuộc đời. Chắc cuối cùng tôi sẽ gỡ lại những gì tôi đã mất. Tức là chúng ta không nên tin bất kỳ sự kiện nào trong game này anh em ạ. Chúng ta phải chơi lại bằng cái đầu của chúng ta. Nãy giờ tôi theo sự kiện trong game là tôi toàn đón hụt không á. Sam ở đây sao? What are you doing? Xin mày. À đâu rồi hả? Oh my god. Oh my god. Chẳng chết vui làm mua đời chừng này vui chết. Ok, mình thấy là xác của Mui ở ngay cái phòng trên cái phòng trên cái phòng oxy á. Ông weapon đúng không? Weapon nha, yeah, weapon. Chị với chị đang với chị đang làm nhiệm vụ với Ro, chị nghĩ chị clear được Ro. À, cái quá trình mình đây là như này nè. Ở cái phòng oxy của mình á, nó ba nhiệm vụ liền. Thế là mình đứng làm oxy, đầu tiên là mình sợ là đúng Camui rồi, đúng rồi. Mình thấy Camui đang làm phòng qua bên, mình sợ là Camui, nên là mình đứng mình thủ á cái ngã ba với phòng oxy với cái phòng navigation á. Thì Camui đi xuống, rồi ok mình lia Camui. Sau lúc Camui đi lên mình đang sửa, Camui vừa đi lên thì mình thấy Sam đi xuống, xong mình thấy Sim đi xuống. Sam đi xuống sửa chung với mình, xong mình thấy Sim đi xuống, xong Sim đi lên, Sim report Camui. Camui bị tiêu diệt ở phòng nào vậy? Phòng qua bên. Phòng qua bên. Ủa vậy là em đi xuống phòng từ phòng qua bên xuống hay là em report từ đâu? Tức là em em từ cái phòng gì ta? Phòng quét mã chạy lên. Qua bình thì hồi nãy lúc mà phát hiện ra xác của Camui thì tôi thấy tôi đứng trong phòng tôi check camera thì tôi thấy Simmy chạy từ phòng qua bình xuống. Sam đi xuống trước xong mới tới Sim. Nhưng mà Sim cái lúc mà Sam đi xuống Sam có thấy Camui không? Em đoàn em vừa chạy xuống em cứ làm em chưa thấy, thật sự là chưa thấy. Vậy này về thứ nhất là chỉ có Sam hoặc là Sim thôi, tại vì cái lúc mà Camui vừa lên phòng qua bình xong á là mình thấy Sim, là mình thấy Sam đi xuống xong đó tới Sim. Là Sim thì đi xuống, đi lên là Sim report Camui. Hình như là Sim đi xuống chắc coi là ai đang ở dưới đó. Tôi nghĩ là Sim hơi lắm mọi người à. Tôi nghĩ là Sim lắm, từ nãy giờ Sim cũng chưa làm bất tờ dáng nào. Vì trận này mới đâu có làm bất tờ. Bạn nghi mình là bạn ác lắm luôn á. Bạn lắm. Không ác cái gì, mình có quyền được nghi bạn. Ủa, cái phần, nghi bạn có quyền. Cái phần weapon đó, nó chỉ có một cái ven duy nhất thôi. Là cái ven ở ngoài cái bàn cà phê á. Có ven. Chỉ có một cái bất tờ thôi, nên là cứ lấy thêm dữ kiện đi. Gì đây? Ok. Có cái nào là Phong thiệt không ta? Tại vì gì tôi còn sống mà bạn. Không, tại vì chỉ có Phong, chỉ có Sam với Sim thôi. Tại vì căn bản là hồi nãy là lúc mà tôi hay đi Camu vừa đi lên thì thấy Sam với Sim đi xuống, Sam đi xuống trước. Thì Sam thì dễ bị tình nghi hơn Sim. Nhưng mà nó có một cái dự kiện nó khá là vô lý. Có thể là Sam đi xuống rồi, sau đó Sim mới xuống, Sim giết. Xong rồi Sim đi lên lại để Sim bị bọt. Có thể là như vậy. Kiểm tra kỹ. Sam không giết mình. Có thể là Sim. Rồi sang 500 phòng điện. Bây giờ mình sẽ coi bao lâu thì phòng điện được sửa.
biết mà. Ủa. Tôi vừa chạy vô, tôi thấy xác Siro và mẹ Simmy từ trong hồng điện chạy ra. Simmy chạy theo tôi. Simmy biết tôi vô trong đó cho nên Simmy quyết định chạy theo tôi bấm nút report trước. Nè, trời ơi. Bà phải bình tĩnh. Nè, mình nói bạn nghe nè, lúc nãy đèn tắt. Nãy tôi nghe phong xong bây giờ tôi nghe nghe. Không, từ, mình nói bạn nghe. Ok, hồi nãy là mình chạy qua xác Siro từ cái thằng nào. Ok, mọi người bình tĩnh. Ở phòng cái Upper Energy á, thì lúc đấy mình thấy Siro đứng đấy nhưng mà cái tác nó không lên. Thế lúc đấy là mình đang nghi Siro, thế mình chạy đi. Thế lúc đấy là đèn vừa tắt luôn. Xong mình quyết định là mình sẽ không đi vào phòng sửa điện, vì mình nghi là Siro sẽ phải giết mình. Thế là mình thấy lâu quá không ai bật đèn, thế mình quyết định bật đèn lên. Và nhưng mà mọi biết sao, vừa cái khoảnh khắc đấy mình bật đèn lên xong, mình chạy lên và mình chạy xuống, thì tự nhiên mình thấy có một cái chữ Reborn. Nhưng mà nó vừa tắt và mình ủa tại sao lại có chữ Reborn ở đấy. Thế mình lên là nó có chữ Reborn. Lúc đấy thật sự cái góc nhìn của mình không thể thấy Siro ở đâu cả. Mình nói thật, mình không thể thấy Siro luôn. Nhưng mình vừa đi lên okay. một phát, mình thấy vậy chữ Reborn, mình bấm Reborn. Mình nói thật, mình không phải, mình phải in mất đời đàn. Lúc mà mình thấy Caron đang chạy đi, Caron quay lại sau đó đuổi theo anh. Và sau đó là tôi chạy lên trên. Thì trong lúc đang chạy thì tự nhiên đèn lại tắt. Và lúc đó Caron liên tục đuổi theo mình. Caron chị đang theo dõi Phong chắc chắn luôn. Tôi cũng ghi Phong. Nhưng mà bây giờ không. Tại vì là không thể nào mà Siro, xác Siro trong đó mà bạn không thấy được. Mình không thấy được, mình không thấy được, mình thề với bạn. Mình không thấy được bạn, mình nói thật với gì nữa. Mình nói thật, đừng có một, đừng chửi gì, có bốt mình. Bốt mèo Simmy, tôi đó giàu mà không phải mèo Simmy. Xin lỗi Sim nha, xin lỗi Sim nha. Tôi giết người, ai bắt mình là kẻ giết người. Cái đó. Vậy là cái đó. Chỉ có thể là cái đó. Xua. Gì? Bấm nút. Bấm nút. Tôi không ra giờ tôi sẽ đứng đây. Tôi. Nà. Không nói gì nữa, không nói gì hết. Tôi. Xin lỗi Sim. Phòng giết đó. Xin lỗi Sim. Rồi. Bây giờ. Phòng cần. Chắc chắn là vậy. Thôi, nói nhiều làm Phong gì nữa. Phong cần nói nhiều gì, Phong thấy thôi. Iron, Sam, hãy tin Phong. Phong, Iron đã chạy đuổi theo Phong và Phong đã chạy liên tục. Nếu như không phải là Jimmy thì chỉ có thể là Iron thôi, Sam à. Phong ơi, ơi Sam. Phong lừa tôi một lần cái việc nhưng mà rõ ràng Iron không đi chung với Sam. Ok, sorry. Ok. Sam ơi là Sam. Mọi người à, rồi mũi đánh nhau chắc là trời ơi. Mọi người biết gì không, thật ra là tôi biết Sam rồi, tại vì tắt đèn hai lần Sam không bao giờ sửa điện. Mà mình định chạy lên bấm cái nút admin cho Sim, mình vừa chạy ra mình thấy Sam mình nói cái thôi rồi ăn cám rồi. Sam chỉ một thằng đời này, tôi yêu cuộc đời, tôi yêu tôi rất nhiều. Mọi người quên mất một cái dữ kiện á. Sim ơi em quên mất cái dữ kiện á, là khi em thấy xác của chị đúng không, em chạy vào em kiểm tra, em đi xuống em kiểm tra đúng không, thì sau đó Ro bảo là Ro thấy Sam đi vào xong rồi thấy Sim đi xuống, mà em không nghĩ được là Sam nó đi từ trên xuống hả? Em không nhớ, em không nhớ. Mất xem mất đây đây.